Vào tối ngày hôm qua 28 tháng 4, nam ca sĩ Sơn Tùng MTV đã ra mắt MV ca nhạc mới nhất của mình, có tên là Just No One At All, không có ai cả. MV này ngay lập tức đã đứng top 1 xu hướng trên YouTube Việt Nam với hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Tuy nhiên, rất nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, đã có những phản ứng gai gắt vì cho rằng MV này có nội dung quá u ám và tiêu cực và thậm chí là có xu hướng cổ suý cho việc tự tử trong giới trẻ. Ngày hôm nay, các cơ quan quản lý nhà nước đã lập tức có nhiều biện pháp yêu cầu ngừng lưu hành, gỡ bỏ ca khúc này. MV There's No One At All của Sơn Tùng NTB kể về một cuộc đời bi kịch của một chàng trai bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, bị bạo lực học đường và trở thành một kẻ quậy phá quấy rối. Kết thúc MV, chàng trai nhảy từ trên cao xuống để tự kết thúc đời mình, giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đơn độc, không gia đình và ngột ngạt. Ngày hôm nay, cùng nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã có văn bản đề nghị dừng lưu hành MV này bởi sản phẩm âm nhạc đang gây ra rất nhiều những phản ứng từ các bậc phụ huynh bởi nội dung u ám và tiêu cực. Trong khi đó, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đánh giá tác phẩm này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của trẻ em. Do đó, cục đã liên hệ với phía Google yêu cầu YouTube sớm gỡ sản phẩm này. Thông thường, quy trình này sẽ mất khoảng từ 1 đến 2 ngày. Cục này cũng đã đề nghị các nền tảng khác không được đăng tải MV này. Hiện phía ca sĩ Sơn Tùng NTP chưa phản hồi về những tranh cãi xung quanh sản phẩm âm nhạc mới này. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng nay liên tiếp xảy ra các sự việc thương tâm khi rất nhiều đứa trẻ chỉ vì nghĩ quật thì đã lựa chọn cái chết để có thể giải thoát khỏi những áp lực trong học tập cuộc sống. Đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng với các bậc phụ huynh nói riêng và toàn xã hội nói chung trong thời gian gần đây. Và càng đáng lo ngại hơn cả khi vào tối ngày hôm qua, một nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng bậc nhất trong giới trẻ lại vừa ra mắt một MV với màu sắc u ám tiêu cực mà ở chừng mực nào đó có thể xem là việc cổ suý cho việc tự tử. Chỉ chưa đầy 24 giờ đăng tải, MV đã nhanh chóng leo lên top 1 trending trên YouTube với gần 7 triệu lượt xem. Liệu những sản phẩm văn hóa như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến giới trẻ đó có phải là những tấm gương xấu khiến cho các bạn trẻ có những suy nghĩ tiêu cực này hay không. À, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này đang xôn xao dư luận này cùng với vị khách mời của chương trình. À, xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị à, sự hiện diện của Phó giáo sư, tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái. Vâng ạ, xin được cảm ơn cô đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À, vâng ạ, thưa cô, à, cái câu chuyện mà thần tượng và giới trẻ có lẽ là không phải là một câu chuyện mới nữa. À, tuy nhiên thì như cô đã biết thì ngày hôm qua À, có một nam ca sĩ rất nổi tiếng đã ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc có cái kết thúc tiêu cực nội dung thì rất là u ám và thủy dương thấy là um, ở trên những cái trang diễn đàn ở trên trang mạng xã hội thì có rất nhiều những bậc phụ huynh họ đã viết uh, những đoạn tốt để chia sẻ uh, những những cái sự phản đối của mình ạ vậy thì cá nhân cô khi mà cô theo dõi mv này thì cô cảm thấy như nào khi theo dõi cái mv này và khi nghĩ đến tình trạng của giới trẻ bây giờ hiện giờ và rất nhiều những đứa bé nghĩ đến chuyện tự tử khi chúng nó kết thúc cái việc đau buồn của bọn nó thì trong cái mv này nó chỉ giải thích một việc thôi là tôi là một đứa trẻ cô đơn không còn ai cả và tôi chán đời đến mức mà trong suốt quá trình trưởng thành của tôi tôi không cải thiện một tí nào và tôi bị đánh đập bị bỏ rơi và tôi kết thúc cuộc sống của tôi bằng cách tự tử và đương nhiên với tư cách là một phụ huynh bởi vì tư cách là bà ngoại rồi vâng. thì tôi thấy là hoàn toàn là một tấm gương cực kỳ mờ nếu không nói là một tấm gương cực kỳ đen tối vì bây giờ thế này à, tôi cho rằng là cái covid 19 ấy nó làm đảo lộn toàn bộ thế giới lên lật trái hết tất các mặt lên thì trong đó có một mặt được lật trái kinh khủng là sự tan vỡ về niềm tin vào xã hội xung quanh vào chính bản thân mình khi người ta còn niềm tin mà chính mình và xung quanh nó sụp đổ người ta vẫn có quyền sống nhưng ở đây là cách kết thúc tốt nhất theo cái mv này là tự tử và hiện giờ đấy cũng là một tình trạng thực tế và chúng ta phải chấp nhận chúng ta phải lý giải việc đó và chúng ta phải tìm cách cứu thoát tất cả những tâm hồn mà đang bị hoài nghi đang bị chống rỗng niềm tin và dẫn đến cái chết thì cái này là một cái sự can thiệp của nghệ thuật Dạ, ạ. Mà sự can thiệp của người thật thì nó dây rất nhiều đến cái gọi là thần phục cái thần tượng ừ. Tôi rất yêu cái giọng hát này Và tôi nghĩ rằng khi cái giọng hát này nói lên một cái tâm tình gì đó Thì nó động lòng tôi Và đương nhiên Cái MV này là nhắn nhủ người ta là Nếu bạn buồn chán quá Bạn không còn tin ai nữa Không một ai bên cạnh mình nữa Bạn nên tự tử Rõ ràng thông điệp của nó cực kỳ rõ Bởi vì cái cuối cùng thông điệp bằng hình ảnh mà Nhảy xuống sông và hạ tự tử Nhảy xuống nước vật tự tử kết liễu đời mình Thì cái chuyện tự tử này Trên thế giới đã có rất nhiều Mà thường xảy ra ở người lớn Bởi vì người ta còn có lý trí Ví dụ có một nhà thơ Đã nói là chết chẳng có gì mới Bởi vì sống cũng chẳng có gì mới hơn Cho nên tôi chết Vì tôi sống là vì tôi muốn cái mới Thì bọn trẻ con này Tại sao phụ huynh lại mạnh về chuyện cảm xúc và người ta phản đối cái em em vi này bởi vì đấy là cách mà người ta không dạy con mà người ta không muốn con mình như thế mà rất nhiều đứa trẻ ở hà nội khi viết thư để trước khi tự vẫn ấy nó đã giải thích cực kỳ rõ là nó bị ép ví dụ bị ép trở thành một người xuất sắc nó không thể xuất sắc được bị ép trở thành một người mà nghe theo lời bố mẹ nhưng nó luôn luôn cãi xong bị ép trở thành một người cực kỳ sáng chói nhưng nó không thể trở thành được. tôi cũng nói thật bạn là hồi bé thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến chuyện tự tử đấy. bởi vì thí dụ ông cụ bà cụ đòi hỏi quá cao, xong tôi khóc thôi bảo con chẳng làm được đâu và tôi ra đứng đầu ngõ dạ. và tôi muốn nghĩ là mình muốn chết. Dạ. nhưng cái này là nhưng rất quan trọng bởi vì phụ huynh phản đối, tôi vẫn thấy là rất có lý nhưng tôi thích bọn trẻ con phản đối cơ. vâng ạ, à, rõ ràng là việc thanh thiếu niên tự tử trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều nguyên nhân và như là bà đã chia sẻ thì covid 19 nó lột tả hết những cái mặt trái của xã hội và đây cũng là một khía cạnh như vậy à, nguyên nhân từ xã hội, nhà trường, gia đình và đôi khi chính bản thân các em nữa à, do đó thì có nhiều người cho rằng là à, chẳng phải vì xem một cái mv nào đó hay đọc một quyển sách có sắc màu u ám thì các em cũng có thể nghĩ quẩn không biết là bà có nghĩ như vậy không ạ? Cái đấy nó do tình thế của xã hội đưa đến cái nghĩ quẩn ấy Không phải là cái này là gợi ý đâu Nhưng cái này có thể là giọt nước tràn ly Bởi vì tôi đã nghĩ như thế rồi Không có ai giải thích cho tôi Và có một cái MV nó giải thích là Em hãy kết thúc cuộc đời của em đi Thì em sẽ được bình an nhá Thì cái đó mới là cái kinh khủng Tức là nghệ thuật bao giờ nó cũng gây một cái ảnh hưởng cực kỳ rộng rãi Và cực kỳ tác động đến trái tim của người ta Mà cái gì tổn thương nó cũng tổn thương đầu tiên là đến trái tim và tâm hồn Được. Chính vì vậy tôi cho rằng cái thái độ của nhà nước mình Thông qua Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ Thông tin và Truyền thông Để ngăn cấm cái TV này Cái, cái MV này là một thái độ xác đáng Nhưng đấy là một biện pháp tình thế Vì nó xảy ra vì ngăn cản và ngăn cản một cách là cực kỳ nhanh, cực kỳ gọn gàng và cực kỳ ngay và luôn. nhưng liệu rằng chúng ta có chú ý đến cả cái quá trình không? và cái chúng ta phải tác động đến cái quá trình và phải tác động đến chính cái đứa mà muốn tự tử ấy làm thế nào? bởi vì ai trong cuộc đời cũng có rất nhiều thất vọng và cũng đừng nghĩ đến chuyện như rồi. những vấn đề là đi ra khỏi nó như nào thì ít người có thể một là tác động từ bên ngoài hai là tự mình tôi nghĩ rằng có một câu thơ cùng quá mà tôi rất thích là khi tôi ngã tôi vịn câu thơ mà đứng dậy bao giờ người ta cũng phải có cái gì thì người ta vịn vào thế bây giờ nếu nó vịn mà vào 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 cái mv này thì nó bắt trước à chứ nên là mình phải tìm cho nó một cái điểm vịn khác mạnh mẽ hơn và đấy mới là cái lối thoát của cái việc ngăn trẻ con khỏi tự tử nó phải vịn vào chính bản thân nó sự giúp đỡ của bố mẹ chỉ có giúp đỡ thôi vì chủ đề quyết định chứ tôi thấy rất nhiều cô gái tự tử đứng ở trên cầu nhảy xuống và có những anh công an anh rất là tốt anh đến gần mà anh tìm cách rất là nhẹ nhàng để anh nói dần 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 và anh kéo được cô xuống đấy như vậy thì, là thì vấn đề là nó thay đổi nhận thức mẹ. này tại sao tôi chuẩn bị nhảy mà lại kéo xuống Dù có một số bà mẹ bị trong phim ấy bị tác động thí dụ bà bị hiếp dâm chẳng hạn bà nhảy xuống biển, bà bước xuống và bà bỗng nghe thấy con bà khóc ở trên bờ và quay lên ngay. cho nên cái này phải tìm cách tác động, phải dạ. trong sự tác động ấy phải tìm cách đẩy những cái em bé ấy lên làm chủ thể của chính vâng. bản thân mình. vâng ạ, tôi nghĩ thế. À, nhiều người thì cho rằng là chỉ sản phẩm âm nhạc thôi, à, còn có lẽ là lên án và lo lắng như vậy có quá hay không bởi một cái tác phẩm thì vừa có quyền sáng tạo vừa có quyền là phản ánh về thực tế à, bởi vì là trầm cảm hay là tự tử thì cũng là một cái thực tế của xã hội hiện nay quan điểm của bà thế nào ạ? quan điểm của tôi là như này trong cái hoàn cảnh bây giờ mình phải chú ý toàn bộ hoàn cảnh à. vì thế giới đang bị ngập lụt và tìm cách đi ra khỏi cái covid 19 và cái cái sự khỏe mạnh nhất là nó có hai sự khỏe mạnh mặt này một như cái cậu lúc nãy mà mình xem ở trên tivi tức là cậu ấy hết toàn bộ sức khỏe những cái sức khỏe tâm thần mới là quan trọng tất cả những người vượt qua được covid là nhờ ở cái sức khỏe tâm thần tôi tôi nói thật bạn là khi tôi bị tôi nghĩ rằng tôi bị cúm mùa bởi vì tôi ở nga năm nào tôi cũng bị cúm mùa và năm nào cũng cùng người nga để chống chọi cái đấy thì chỉ có mỗi một thứ là tinh thần lạc quan vượt khoát khỏi tụi tôi Dạ um... lạc quan và tự tin và coi nó là một chuyện mà mình phải giải quyết và tìm ra cách giải quyết tốt nhất và mình phải vượt qua À, không những vượt qua mà còn vượt cách qua giải, tốt nữa. cách giải quyết dạ. tốt nhất là vượt qua. Do vậy tôi rất thích cái SEA à, Games 31 tổ chức ở Việt Nam vì đấy là một lời cảnh tỉnh của Đông Nam Á là chúng tôi dùng sức khỏe để vượt qua cái tai họa về Covid 19 và bạn sẽ thấy đấy là một cái tiêu chí à vì tôi làm cố vấn cho chương trình vâng. thì tôi đưa cái tiêu chí về văn hóa là phải tìm cách vượt qua toàn bộ cái Covid này bằng sức khỏe về tinh thần và sức khỏe tinh thần chỉ có thể có khi mình có một cái thân thể đẹp. Cho ông Sỹ không nói là một thân thể khỏe mạnh và đẹp đẽ cần phải đẹp cả hai thứ một là thể xác hai là tinh thần. Vâng ạ, à, quay trở lại với câu chuyện của chúng ta đang bàn luận thì trước cái phản ứng của dư luận thì cục nghệ thuật biểu diễn này, bộ văn hóa thể thao và du lịch đã cùng với cục phát thanh truyền hình bộ thông tin truyền thông đã vào cuộc ngay lập tức uh, trong ngày hôm nay và yêu cầu dừng phát hành cỡ bỏ mv này à, Cá nhân bà thì đánh giá thế nào về sự việc này? tôi thấy hoàn toàn tốt và tôi thấy là một cử chỉ chính xác thông minh và kịp thời nhưng tôi vẫn muốn cho rằng là cái cử chỉ này nó phải có một cái chuỗi liên kết đằng sau nó và được chuẩn bị rất tốt Chuyện đây mang tính chất tình thế vì khi anh xảy ra cái việc này rồi anh mới cấm và anh phải biết trước anh phải duyệt thế cái những người kiểm duyệt đi đâu những người duyệt cho thấy rằng thì nó không khỏe mạnh về tinh thần và nó chỉ làm xấu đi cái tinh thần của bọn trẻ con thôi thì mình phải ngừng chứ không phải bây giờ nó ra rồi mới ngừng và có một cái ngược như này này khi mà người ta đã cấm thì lại thúc đẩy một số người đi xem và người ta tìm đủ mọi cách để mua cái quyền ấy. thí dụ khi cái quyền yêu, lấy văn yêu vào sống bị sách giải in đầy bán đầy đường và làm cho tất cả mọi người đấu nhau nhác đi tìm nào. cho nên cái chính không phải là biện pháp tình thế, cái chính là một biện pháp triết học ở nơi tức là trong một cái tình hình ngô như này thì rất nhiều xảy ra tội ác thí dụ như là mẹ ghẻ giết con chồng ấy Đúng. thí dụ như là trẻ con tự tử thí dụ như là đâm chém nhau rồi hiếp đáp nhau tất cả các thứ rồi có người bị hiếp đến 23 năm rồi cưỡng hiếp. Bây giờ người ta mới nói, Đúng. à bởi vì cái Covid này nó làm đảo ngược hết cả lên. Cho nên tất cả những tiếng nói về sự thật phải được ủng hộ Đúng. và phải được chuẩn bị một lâu dài và phải được khuyến khích. Thì cho rằng cái kỹ năng sống để xử lý những cái việc như thế ấy, ở việt nam chưa được coi trọng chưa được coi trọng Đấy. vì người việt nam bị vướng bận bởi nhiều các cái thiên tiến vâng. của một cái lối sống mà nông nghiệp cho nên là nhiều khi người ta sống chan hòa vào gia tộc và người ta tan hòa trong gia tộc Đấy. và người ta rất ít sống cho cá nhân mình do vậy tôi nghĩ rằng cần phải đưa ra một cái giáo dục mà con người cần phải được làm chủ bản thân Vâng ạ thì nó mới tự quyết định được số được. phận của mình một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của phó giáo sư tiến sĩ nghệ thuật học nguyễn thị minh thái